Vào năm 2013, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ được giao nhiệm vụ phải thực hiện các quy định đối với thiết bị y tế được phân phối trên thị trường Mỹ, phải có một mã phân định đơn nhất trang thiết bị được gọi là UDI. Một mã UDI bao gồm hai phần, phân định thiết bị và phân định sản xuất. Phần DI trong UDI được dùng để phân định loại thiết bị. Mã phân định thiết bị được cung cấp bởi một cơ quan thứ ba được FDA tín nhiệm. Phần BI trong UDI phân định thông tin sản xuất thiết bị, ví dụ như số lô hoặc ngày hết hạn. Nếu một công ty sản xuất ra nhiều lô thiết bị giống nhau, thì phần DI cho mỗi lô là giống nhau, nhưng phần BI sẽ khác nhau. Mã UDI sẽ phải được ghi trên bao bì và phải được thể hiện dưới định dạng cho người và máy có thể đọc được. Nếu một thiết bị có mục đích sử dụng nhiều hơn một lần và có thể được tái xử lý trước khi sử dụng, thì mã UDI cũng phải được ghi trên bản thân thiết bị đó. Nhà ghi nhãn cho thiết bị có trách nhiệm phải tuân thủ những quy định UDI mới của FDA này. FDA định nghĩa một nhà ghi nhãn thiết bị là người áp dụng hoặc sửa đổi nhãn của một thiết bị với mục đích để thiết bị được phân phối, thương mại trên thị trường Mỹ mà không có thay đổi nào khác trên nhãn. Nhà ghi nhãn cũng phải đăng ký thông tin cho mỗi nhãn thiết bị với một mã UDI cho một cơ sở dữ liệu công cộng, có thể dễ tra cứu, được gọi là Cơ quan Quản lý Dữ liệu Toàn cầu về mã phân định đơn nhất cho trang thiết bị. Một mã DI riêng biệt là cần thiết cho mỗi một thiết bị khác nhau, ví dụ như kích cỡ, màu sắc hoặc loại hình. Vì vậy, một số UDI dành cho một loại thiết bị đơn lẻ có thể được thêm vào một cách nhanh chóng. Ngày tuân thủ UDI tùy thuộc vào việc phân loại thiết bị. Nhà ghi nhãn có thể nhờ người có kinh nghiệm về tư vấn pháp lý, ví dụ như RegistraCorp, để giúp đăng ký thông tin UID theo yêu cầu của FDA. RegistraCorp cung cấp cho các công ty thiết bị y tế những giải pháp hữu hiệu về chi phí một cách nhanh chóng và dễ dàng cho việc tuân thủ với FDA. Nếu bạn cần hỗ trợ về việc xác định yêu cầu về UDI của FDA áp dụng cho thiết bị của bạn hoặc trả lời các câu hỏi khác về quy định của FDA, đừng ngần ngại hãy liên lạc với RegistraCorp, chỉ cần gọi đến văn phòng tại Mỹ số 1757224-0177 hoặc vào trang web của chúng tôi tại www.registracorp.com.